Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của Xe Điện Motor Điện. Kênh video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái mẫu động cơ 24V 650W, điện áp định mức là 34A. Tốc độ đầu ra là 530 vòng trên phút. Động cơ này là của hãng Uni Motor. Các bạn thực tế thì cái mẫu này là mình đã giới thiệu rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt đâu là hàng xịn và đâu là hàng nhái và hàng fake, và nói chung là những cái hàng nó không phải chính hãng. Như các bạn cũng biết đấy, thì đồ Trung Quốc thì nó có đồ trung ương, đồ địa phương sản xuất, và tất nhiên thì chất lượng nó sẽ khác nhau và đi kèm với đó là giá thành nó sẽ khác nhau. Thì trước khi vào cái nội dung chính thì các bạn nhớ bật đăng ký kênh ở phần dưới bên phải của video, nhấn vào đăng ký kênh. Cái việc đăng ký kênh này nó không mất tiền, mà nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng tìm kiếm lại những cái video mình đã từng xem của kênh dễ dàng hơn. Đấy. Thì có một số cái đặc điểm nhận dạng cái hàng chính hãng là như sau. Đầu tiên là về cái logo của công ty, thì nó có cái biểu tượng hình quả núi, hình tam giác này, và chữ R. Chữ R này thì theo khoa học thì nó là dạng như kiểu là logo đã được thương hiệu, đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu. Đấy, R đấy là như vậy. Thì lông nam nó là như vậy. Còn chính xác nữa thì các bạn có thể lên mạng tra tại sao lại có chữ R ở trên cái logo này. Thì cái chữ R này nó chính là cái thương hiệu, cái logo nó đã được đăng ký bản quyền. Đấy, các bạn làm y cái logo là các bạn sẽ vi phạm bản quyền. Thì cái tem dán này thực ra thì người ta có thể dễ dàng in và người ta thay thế một cái tem khác rất là đơn giản. Đây là các thông số này, 24V này, 650W này. Điện áp này, định mức 34,7A này. Tốc độ đầu ra là 530 vòng trên phút này. Và đặc điểm nhận dạng của cái dòng hàng chính hãng ấy, thì nó thường là sẽ in cái mã số động cơ ở đây. Cái mã số này thường nó sẽ không giống nhau, mỗi động cơ một số. Thì cái mã này là mã in bằng CNC. Đấy, nó in đây cũng không phải lỗi, cũng không phải chìm. Đấy, nó in dạng nhiều tia laser. Đại loại là nó sẽ có in ở trên này. Những cái dòng hàng thường nó sẽ không có cái mã này. Và một cái đặc điểm nhận dạng tiếp theo của cái dòng động cơ này nữa ấy, là nó có cái logo lỗi của hãng. Đây, các bạn có thể nhìn ở cái phần dưới này. Đấy, nó có cái biểu tượng, biểu tượng công ty, cái logo của công ty là cái hình tam giác này. Tiếp theo nữa thì cái động cơ này là nó có quạt tản nhiệt, cho nên là hiệu suất nó bao giờ cũng rất là cao. Các bạn có biết tại sao quạt tản nhiệt thì hiệu suất cao không? Đấy, thì mình giải thích luôn cho các bạn biết, có quạt và không quạt nó hơn nhau ở điểm nào. Thì như các bạn cũng đã biết rồi đấy, cái động cơ khỏe hay yếu nó một phần là sinh ra từ cái nam châm từ trường, nó sinh ra cái moment xoắn lớn này yếu ở quận dây điện và cái nam châm. Và đặc tính của nam châm ấy là khi nhiệt độ cao thì từ tính nó sẽ giảm thì nó yếu đi. Chính vì nó yếu đi cho nên là khi người ta có cái nam châm mà có cái quạt nó làm mát ấy, thì động cơ nó sẽ cho hiệu suất cao hơn, cũng bằng đấy điện năng nhưng mà hiệu suất nó sẽ cao hơn cái dòng không có quạt. Đó, hôm nay mình giải thích cho các bạn như thế, các bạn có thể tìm hiểu thêm nếu như mình nói có gì thiếu sót. Còn không, các bạn có thể lấy cái thông tin của mình để cho các bạn tự tham khảo. Tiếp theo nữa thì về phần công suất. Công suất thì có những nơi người ta in công suất ảo lên. Thì cũng cái động cơ là người ta in lên đến 700W hoặc 800W hoặc là 900W. Thì người mua cũng không lấy gì để đánh giá được, nó rất là khó. Vì vậy là bên mình thì thường không bao giờ làm cái trò đấy, nên là mình sẽ chỉ cho các bạn bằng cách là các bạn cân nặng. Thì động cơ thì bao giờ dòng khỏe hơn thì cân nặng nó cao hơn. Thì ví dụ như con này. Đấy, con này là bạch cân gần 8 cân. Thì cái cân này nó là cân điện tử, cân tạ, cho nên nó có sự sai lệch. Nhưng mà chính xác trên một cái cân chính xác hơn ấy, nó là 7,8 kg một cái động cơ như thế này. Là 7,8 kg. Đấy, thì các bạn mua gì cũng được. Ai người ta nói các bạn 700W hay 800W được, các bạn cứ cân lên thì các bạn sẽ biết được là cái công suất thực sự nó như nào. Và các bạn cứ lấy cái của mình ra làm tiêu chuẩn, con này là 650W. Đấy,
Thì mình xin nhắc lại cho các bạn nữa, hai cái đặc điểm nhận dạng của cái hàng xịn. Thứ nhất là trên thân động cơ nó in mã số, và trên cái đầu động cơ nó có thương hiệu. Đây. Thì với con động cơ này các bạn muốn khỏe thì các bạn lắp cái nhông đầu này nó nhỏ thôi. Tất nhiên là nó khỏe thì nó sẽ chậm. À, nhiều bạn lắp lên xe rồi thì thấy nó chậm quá, thì các bạn có thể liên hệ bên mình bán cho cái nhông này. Nhông này là nhông 20 răng, 21 răng, 22 răng, nó sẽ thay đổi tốc độ nhanh lên rất là nhiều. Nhưng nhanh lên bao nhiêu lần thì nó sẽ yếu đi bấy nhiêu lần. Vì vậy các bạn cần cân nhắc trước khi thay thế. Và tiếp theo nữa thì cái động cơ này, để đáp ứng được điều khiển của cái dòng này, động cơ này thì hiện nay theo như mình chỉ có cái dòng điều khiển loại to mới thực sự là đáp ứng được cái điều khiển của con động cơ này. Thì xin giới thiệu luôn với các bạn đây. Đây, xin giới thiệu với các bạn dòng điều khiển này. Cái dòng điều khiển này thì nó mới thực sự là đáp ứng được cái nhu cầu của cái con động cơ này. Nó rất là khỏe nhưng nó lại rất ít chức năng. Con này nó có điện áp là 1000W, 2436V 1000W. Đấy, đỡ điều khiển 1000. Tất nhiên là 1500 cũng dùng được, và 2000 cũng dùng được, 1000 cũng dùng được. Nhưng đại loại là các bạn dùng điều khiển này thì nó mới phát huy thực sự được cái sức mạnh của cái động cơ này. Còn những cái điều kiện điều khiển vỏ nhôm ấy thì từ trước giờ mình bán cũng khá là nhiều rồi, nhưng mình cảm giác như nó hụt hơi so với cái động cơ này, không đáp ứng được. Đấy. Thì cái video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nãy giờ. Đấy. Có gì thắc mắc về giá thành, xin các bạn có thể liên hệ qua điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh nhé.